trong kế hoạch phòng ngừa ứng phó hạn thiếu nước xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn xâm nhập mặn gây ra. Mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn dùng cửa sông tỉnh Long An ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Để kịp thời ứng phó, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh liên quan và các địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và ba sẵn sàng, vận động hộ gia đình chủ động trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất, đồng thời phát huy nhân rộng các biện pháp mô hình hay, sáng tạo để trữ nước ngọt trong từng khu vực nội đồng. Bên cạnh đó phải bố trí lịch thời vụ phù hợp, khuyến cáo người dân không sản xuất ở những khu vực có nguy cơ thiếu nước tưới, nước bị nhiễm mặn. Đối với các khu vực có hệ thống công trình thủy lợi chưa được đầu tư hoàn thiện, khép kín, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp công trình đắp đập tạm, bờ bao cục bộ, bố trí máy bơm giải chiến để bơm tích trữ tối đa nguồn nước ngọt. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu phải có kế hoạch vận hành điều tiết hợp lý các cống đầu mối, trạm bơm điện, đảm bảo ngăn mặn hiệu quả, cấp nước hợp lý, góp phần đáp ứng nguồn nước ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong suốt mùa khô năm 2023-2024. Hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn mặn gây ra.